Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi trái siêu mini ha. Cây này từ cổ rễ cao lên chỉ khoảng tầm 3-4 cm thôi. Đã được em định hình bộ chi tàn rồi, có bộ đế xòe ha. Cây này về mình có thể ép vô một cái chậu gỗ mini mình để bàn chơi nè. Chậu này nó còn hơi to, nếu mà mình khéo tay thì có thể ép nó vô chậu nhỏ hơn ha. Ép cho chậu nhỏ rồi nó bung lọc non nữa, ra trái nó sẽ rất là đẹp. Dạ, em xin giao lưu cây sam núi trái siêu mini này với giá là 120 ngàn. Em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Chậu bữa nãy thì nó hơi to ha. Nếu mình khéo tay thì mình có thể kiếm một cái chậu gốm Nhật như thế này, bé hơn, nó có hoa văn họa tiết đó, mình ép nó vô thì nhìn cái cây nó sẽ đẹp hơn nữa ha mọi người.